nướng muối ớt, đường Hoàng Diệu 2, ngay chỗ trước đạp ngân hàng, cơ sở 2 á, 15 ngàn một hộp. 15 ngàn một phần chị ha. 15 ngàn một phần á. Này, hai cô khách khá là dễ thương luôn. Nướng là mình quét lên một lớp ba ha. Đấy là nướng là đúng rồi. Đấy là mình nướng là... Đây là bơ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đây, nướng này quét ba và nước muối ớt đã chưa. Ôi trời mưa nhỏ nhỏ khó chịu ghê trời. Dạ. Chị bán cả ngày luôn hay sao chị? Dạ không ạ, em bán từ 2:30 cho đến khoảng 8 giờ tối ạ, 8 đến 9 giờ. À, 8 giờ. Tùy lượng vào khách, có hôm thì 9 giờ mà có hôm thì 8 giờ. Dạ. Có hôm thì 6 7 giờ đấy. Nó tùy á. Cứ bán hết đồ ăn là nghỉ. Ở đây trước đạp ngân hàng bán chất lượng gì ha? Dạ vâng ạ, bán được ạ. Ngày bán khoảng được mấy trăm mỗi chị? Thằng tùy khách đâu, trăm hơn trăm à. Trăm hơn trăm hả? Có phải lò này kia? Có cái lò nhỏ nhỏ và than nướng rất là gọn luôn. Nướng cái bằng nhỏ nhỏ nhỏ. Giờ tan tầm rồi mới đông đó ha, khách đông rồi cần dẫn cái giờ tan tầm. Giờ là bây giờ sinh viên nó đang nghỉ hè mà mục đích là bán cho sinh viên, đó là bán cho tiểu học nè, bán cho công nhân nữa. Bây giờ sinh viên thì đang nghỉ hè rồi nên là bán hơi chậm. Xin chào cả nhà, chiều nay mình ghé lại cái đường Hoàng Diệu 2 và Linh Trung Thủ Đức để mà chia sẻ mọi người một xe bánh mì nướng muối ớt. Nó khá là gọn là luôn. Đây cái địa chỉ nè. Đường Hoàng Diệu 2 nha. Nhìn 222 chia sẻ mọi người để ai có ghé thưởng thức cái bánh mì nướng muối ớt thì ghé ở đây. Đây là hành phi, đây là trà bông. Rồi xúc xích, chả, rồi trứng cút, khá là đơn giản. Đây, khách đây. Rồi. Bán này chị ơi. Đây, bánh mì nướng muối ớt là cái phần này này. Ăn đầy đủ nữa hả chị? Dạ. Dạ. Ok.
hành không? Dạ dạ. Bánh mì nướng tròn nắm quá ngon luôn, hấp dẫn ghê trời. Bán ở đây được lâu với chị? Em từ bắt đầu bánh mì mới mở ra là khoảng các năm 6 năm gì đó. Bánh mì cái bắt đầu gọi là hot à, lúc hot nhất đó ha. Đúng rồi đó, cho bán à, sau đó rồi rất là nhiều người mở rồi cũng rất là nhiều người dẹp. Đúng rồi, dẹp hết rồi rồi còn một mình. À, rồi còn những ai mà tồn tại là thật sự là mới biết. Đúng rồi đó. Chứ hồi đó nó nở rộ ghê gớm lắm mà rất là nhiều người bán luôn. Trời ơi, bánh mì nướng ớt này nó hot. Cái giai đoạn nó hot quá trời luôn. Cứ đâu cách nhau khoảng 1 mét, 2 mét gì đó. Bắt đầu là có tiệm, bây giờ cũng nghỉ hết rồi. Tại chắc nó nướng này nó nóng quá. Thế là họ nghỉ, mình chịu đựng được. Nướng cái này vất vả lắm chứ, đấy, khói này. Thế là chắc họ sợ, họ nghỉ. Đường Hoàng Diệu này xe đông dễ sợ lắm kìa. À, đây buổi chiều là khoảng gần 6 giờ chiều rồi đó. Bạn xe quá là à, đây là phía trước đây là cái đại học ngân hàng 2 nè. À, cơ sở 2 của nó. Đây là đứng trước cái xe bánh mì nhỏ đứng lại nè bán ở cái chỗ này, bởi giờ cái lượng người đi qua lại rất là đông. Cái món này á đặc biệt là của sinh viên, nhưng mà cái mùa này sinh viên nghỉ cho nên là ít sinh viên, nhưng mà cái công nhân và những người đi ngang qua đây thì người ta mua cũng khá là nhiều. Buổi chiều thì người ghé mua một hộp là 15.000. Nãy giờ đứng thì thấy chị bán cũng được khá là khá đấy. Cái lần nào mà là mày khâu khóa này. Cái mặt cái này là cái áo này nó có duyên đấy nha. Đó, hay à. Là bây giờ bữa nay là quay là cũng trúng y câu khóa này. Chứ có phải là em có một cái đâu mà làm sao cứ mỗi một lần mà mặc cái áo này nó lại có duyên vậy. Khổ ghê. Chỉ là cứ mỗi lần mặc áo khoác đỏ là có người quay. Chắc là màu đỏ hợp phong thủy với màu đỏ. Phong thủy. Rồi, cho chị gửi em. Thank you.
cái video về cái xe bánh mì nướng ớt ở đường Hoàng Diệu mình kết thúc ở đây nha mọi người. Xin chào, cảm ơn.